Thường để mà giá trị hợp lý mà viên đẹp, mình sẽ chọn trong nhóm 1 D hoặc E hoặc F. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về trang sức cao cấp tuyển chọn. Kỳ Lân hân hạnh và trân trọng giới thiệu, đây là một chiếc nhẫn từ vàng nguyên khối, vàng hồng ruby gold. Chiếc nhẫn này có viên kim cương chủ với viên chủ cực kỳ là phong thủy 6 ly 88. Chiếc này đẹp lắm, đẹp về kiểu dáng, đẹp về hình thức và đẹp về phong thủy. Từ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại, không bọt, không xốp, cũng như là chuyên môn câu cấp của máy móc chuyên nghiệp để tạo ra chia tỷ lệ ổ cháu, cũng như là kỹ thuật chiên sau câu cấp của thợ Kỳ Lân Luxury để nhận hộp, và kỹ thuật làm nguội để cho những bề mặt dưới đáy những viên kim cương luôn sạch và hỗ trợ tăng tối đa sự lấp lánh chiếu sáng cho những viên kim cương tuyển chọn này. Viên kim cương này là viên kim cương nước E, nằm trong nhóm 1 DEF và nước E, để giá trị tiền phù hợp và đẹp thuộc rất đẹp rồi. Nước D đứng đầu, nước E, nước F, ba nhóm, ba nước này trong một nhóm 1, và mình sẽ không phân biệt được bằng mắt thường đâu, nên là thường để mà giá trị hợp lý mà viên đẹp, mình sẽ chọn trong nhóm 1 D hoặc E hoặc F. Thì đây là một viên nước E đẹp lắm rồi, và độ sạch nằm ở trong cái VVS1 FLIF thì hầu như là cũng không nhận phân biệt được bằng mắt thường, mà giá trị thì nó bị không tiết kiệm chi phí được, nên là độ sạch VVS1 là độ sạch tuyển chọn đứng đầu hiện nay. Rồi đến VVS2, còn VS1, VS2 thì cũng có những ít, còn lại những cái này thì hầu như Kỳ Lân không bao giờ tuyển chọn mà cũng không tư vấn cho khách hàng. Kim cương là tài sản, là giá trị, vì vậy mình phải chọn những viên kim cương có giá trị thực tế với tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn kim cương ở quốc tế và theo tiêu chuẩn GIA cũng như là tiêu chuẩn 4C, từ nhóm nước, từ độ sạch và từ giá cắt và trọng lượng của viên kim cương. Ví dụ như một viên 6.3 thì tương đương lên quanh 1 carat, và ngoài ra thì mình sẽ chọn quỳnh quang nữa, và những thông số khác mình sẽ coi về bản vẽ của viên kim cương, ví dụ như là độ rộng mặt bàn, chiều cao và giá cắt, chất cạnh, những thông số nữa, để cho chuẩn giá trị thực tế với giá trị của viên kim cương. Thì đó là một tài sản mà chúng ta có thể thanh khoản ở bất kỳ nơi đâu, sẽ giảm được chi phí lỗ và sẽ hỗ trợ chúng ta nhanh chóng trong vấn đề thanh khoản cũng như là giao lưu mua bán. Với những viên kim cương mà cùng thông số nước đi, cùng VVS1, cùng Barcelain nhưng mà trọng lượng bị mỏng, thì giá trị viên kim cương sẽ giảm đi rất nhiều phần trăm so với 100%. Cũng như là mặt bàn chiều cao không chuẩn, thông số chuẩn thì cũng sẽ giảm giá trị, cho nên là chúng ta đừng phân biệt được là nước đi với lại độ sạch hay là excellent nữa, mà chúng ta phải tổng thể tất cả những tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc tế của một viên kim cương, vì viên kim cương là tài sản có giá trị quốc tế, nên chúng ta phải chọn những viên kim cương có giá trị đúng với tiêu chuẩn, tiêu chí mà quốc tế đã công bố tuyển chọn và giám định. Viên này là viên nước E 1.20 carat, nước E VVS1 Barcelain, mặt bằng rất chuẩn, chiều cao rất chuẩn, các giá cạnh chuẩn hết. Viên này đẹp, Kỳ Lân tuyển chọn, và đặc biệt cái viên này là viên phong thủy luôn, 686688, số rất đẹp. Và một cái điểm nữa mà chúng ta nên lưu ý kỹ và để ý kỹ, thì tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với quý khách hàng đều là tuyển chọn, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp tuyển chọn, của tuyển chọn và tuyển chọn để phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc một cách thăng hoa nhất đối với tất cả những dòng sản phẩm cao cấp luxury đến với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.